Kính chào các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Nịnh Việt Nam tướng Mỹ khen tàu NAT, rác thải Hàn, vũ khí tinh hoa Việt. Vâng, quả thật trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh đó là Việt Nam đã lần đầu tiên cử một chiến hạm nhỏ tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và ASEAN trong thời gian vừa qua. Đó là một điều mà từ trước đến nay Việt Nam chưa từng làm. Và hôm ngày 3 tháng 9, trong buổi họp báo tập trận hải quân Mỹ-ASEAN, tướng Mỹ đã có ngỏ lời khen tàu chiến Việt Nam. Đây là hình ảnh mà các ông tướng Mỹ này đã tham gia và thủ tập trận và khen Việt Nam, đó là đô đốc hải quân Mỹ Murray Chestnut. Và ông đã phát biểu rất rõ ràng trong cái bản thông báo mà cuộc họp báo ngày 3 tháng 9 đã đưa ra sau cuộc tập trận. Và chúng ta hãy tham khảo cái lời khen của ông tướng Mỹ ra sao. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo trên một số cái trang truyền thông của quốc tế đã đưa ra, và có những cái nội dung mà truyền thông trong nước đã không đưa thì các bạn nên đọc những đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài tiếng nói đài RFA, FI hoặc là Thời báo DE và một số trang báo độc lập khác thì đã được biết cái thông tin cụ thể và chi tiết. Và Việt Nam cung cấp tàu chiến cho cuộc tập trận Mỹ-ASEAN đầu tiên. Chuẩn đô đốc Murray Chestnut, tư lệnh nhóm hậu cần Tây Thái Bình Dương nói trong một cuộc họp báo hôm 3 tháng 9, Việt Nam là một đối tác, một thành viên tuyệt vời. Họ đã cung cấp một tàu chiến loại nhỏ mà hiện là một phần của nhóm công tác 3. Chúng tôi có kế hoạch lớn trên biển để cùng nhau làm về vấn đề an ninh hàng hải, nhận thức chung. Vì thế tôi thực sự hài lòng với sự tham gia của họ. Đây là cái thông tin mà ông đã chia sẻ trong cái buổi họp báo đó. Và cái điều đặc biệt là nếu nhìn qua thì tưởng là họ khen thật, nhưng ngẫm nghĩ lại và đọc kỹ những cái nội dung mà ông trả lời phỏng vấn thì hóa ra không phải như vậy. Và dường như không đánh giá đúng tình hình, cho nên một số trang báo trong nước và đặc biệt có một số bài báo nhà nước Việt Nam đã lập tức tung ra nhiều bài là ca ngợi và khen chiếc tàu của Hải quân Việt Nam lần này tham gia. Và cụ thể các bạn có thể tham khảo trên một số cái trang trong nước đã ghi rất rõ nội dung là tinh hoa vũ khí Việt 2 chấm. Tàu hộ vệ săn ngầm 18 từ Hàn Quốc của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế quan trọng. Đối với tàu 18 cùng thủy thủ đoàn tham dự diễn tập hải quân Mỹ-ASEAN là thử thách quan trọng để chứng minh năng lực tác chiến của tàu sau khi được biên chế chính thức. Và đây là hình ảnh báo nhà nước Việt Nam đăng ngày 5 tháng 9 năm 2019 khen tàu số 18 của Việt Nam, nó gọi là tinh hoa vũ khí Việt. Những cái điều này thì thực sự là một cái việc mà chúng ta cần phải xem xét một cách chi tiết và cụ thể. Và những cái lời nhắn gửi của ông tướng Mỹ trong cuộc tập trận đó, trong cuộc họp báo thì không hẳn như là phía Việt Nam đã nghĩ. Lần tập trận đầu tiên của Việt Nam và Mỹ lần này tham gia là Việt Nam đã cử chiến hạm số 18, vốn là một tàu chiến bị thải loại nhiều, tức là có nghĩa là loại biên, sau 30 năm phục vụ cho Hải quân Hàn Quốc. Nó thuộc lớp hậu vệ Ponhang, có tên là PCC-761 Kim Hen-chun. Và cái tàu đó đã được cải biên để đưa về Việt Nam trở thành tàu chiến 18. Nhưng khi Việt Nam xin về thì phía Hàn Quốc đã không giao những cái vũ khí quan trọng và tối tân nhất của chiếc tàu này cho phía Việt Nam. Đó chính là hệ thống săn ngầm và pháo cỡ lớn. Và Hàn Quốc đương nhiên họ đã tháo dỡ tất cả những cái bộ phận này ra và không giao cho phía quân đội nhân dân Việt Nam. Và chỉ còn để lại một ít cái vũ khí loại nhỏ là pháo nhỏ để trên chiếc tàu này. Và hình ảnh cụ thể mà các bạn có thể xem, đây là chính là chiếc tàu đó đã được đưa về, đang sửa chữa và đại tu tại một cái xưởng của tàu đóng tàu Việt Nam. Và ở phía trên thì các bạn thấy hình ảnh là chiếc tàu rỉ cũ của Hải quân Nam Hàn, tức là Hàn Quốc. Và ở phía dưới thì sau khi sơn xong thì vẫn có thấy là sơn số 18 ở trên. Nhưng phần dưới thì các bạn thấy nó bị rỉ sét và bị hà bám, và có lẽ là phục vụ quá lâu ở dưới nước cho nên là nó cũng rỉ mục nhiều. Và đây Việt Nam đã sơn thành tàu số 18. Và điều đó sau khi đưa tập trận thì nó đương nhiên là lộ ra rõ nhiều những cái khiếm khuyết, và rõ ràng là bộ mặt của Việt Nam, của quân đội nhân dân Việt Nam qua cái việc này sẽ bị đánh giá thấp đi rất nhiều khi đưa trước một tàu cũ và tàu nát như vậy đi tập trận. Và Việt Nam tất nhiên bào chữa cho cái việc mà họ không lấy có những cái vũ khí mà phía Hàn Quốc bàn giao, đó là vì với lý do là đạn dược và ngư lôi của Hàn Quốc bị phụ thuộc cho nên là không cần. Thực ra thì nếu Hàn Quốc có cho Việt Nam đủ các thiết bị mà không cấp đạn và ngư lôi thì đạn của Việt Nam tất nhiên là cũng không thể vừa và không thể bắn được trên những cái vũ khí, hoặc là không thể phóng ngư lôi trong những cái tàu này của Hàn Quốc được, vì
công nghệ sản xuất đạn của Việt Nam được nhập từ Trung Quốc và Liên Xô trước đây. Khi đó, tất nhiên là khi mà không có đạn thì chiếc tàu này chỉ trở thành một cái thứ giống như đống sắt vụn mà thôi. Và phía Việt Nam đương nhiên rất vui mừng khi mà được Hàn Quốc cho chiếc tàu cũ này, vì tất nhiên không phải bỏ số tiền nhiều tỷ đồng Việt Nam ra để mua vũ khí, nên đã đưa chiếc tàu cũ này gần như chỉ còn là cái vỏ về đại tu và nâng cấp lớn tại nhà máy X-46 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân. Và hình ảnh mà lần nữa chúng tôi xin các bạn tham khảo thêm ở trên một số cái trang báo ở trong nước cũng đã đăng là đây là chiếc tàu đó được đưa lên đại tu lớn. Đại tu lớn có nghĩa là làm lại gần như toàn bộ tất cả và chỉ còn nhận lại cái vỏ và cái khung mà thôi. Và như vậy là khi mà đưa ra chiến đấu thì chắc chắn là cái sức chiến đấu của nó sẽ rất kém, bởi khi tàu đã cũ rồi và đã quá hạn sử dụng rồi thì tất cả những cái khung sườn và những cái thời hạn sử dụng của nó đã hết, thì đến lúc thì những kim loại đó và những cái mối hàn đó nó không còn chắc chắn được nữa, thì Hải quân Việt Nam lại đưa về để đại tu lên, trở thành một cái tàu để đưa ra tập trận với các nước khác. Và việc đại tu tàu chiến thì cũng tương tự như bạn không có tiền khi xin được một cái tàu cũ đã sản xuất cách đây 30 năm, người ta dùng xong hết hạn sử dụng thì lôi về thuê xưởng sửa chữa gò hàn lại, hoặc là vặt các thiết bị từ những cái tàu cũ khác để đưa sang lắp vào, thì tất nhiên là rất chấp vá và không đồng bộ, có thể gặp nguy hiểm khi đưa vào sử dụng, ví dụ như là chết máy khi đang hoạt động trên biển, hoặc là bộ điều khiển sai lệch, hoặc công nghệ cũ sẽ tốn kém nhiên liệu và tốc độ đi thì chậm và gây tiếng ồn rất lớn và rất dễ bị các radar và các loại vũ khí khác của kẻ địch phát hiện, và tất nhiên là dẫn đến cái việc là hiệu quả chiến đấu sẽ rất thấp khi sử dụng chiếc tàu cũ như quá cũ như thế này. Và nếu các bạn quan sát kỹ thì chiếc tàu này có những cái điều kiện rất kém, vì khi sử dụng quá lâu rồi thì với cái vỏ mỏng rất mỏng của chiếc tàu này, nếu mình nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy chỉ còn những cái lớp xương và lớp vỏ rất mỏng, nên nó lộ rất rõ cái xương của tàu ra ngoài, và điều này rất nguy hiểm khi xảy ra chiến tranh hoặc khi phải đối đầu với cả những cái tàu hung dữ của những cái nước khác, thì đương nhiên là tàu của Việt Nam sẽ dễ dàng bị bắn thủng, bắn chìm trong thời gian rất nhanh. Và trong cái thời gian vừa qua, các bạn cũng chứng kiến không có bất kỳ một hình ảnh nào cụ thể và chi tiết về chiếc tàu số 18 của Hải quân Việt Nam khi tham gia tập trận với Mỹ và các nước ASEAN. Bởi vì điều này cũng dễ hiểu, tại sao khi tập trận thì cái tàu đại tu của Việt Nam này là luôn luôn được xếp và đi cuối cùng của cái đoàn hành trình. Và các bạn có thể tham khảo trên một cái số trang truyền thông của Mỹ đã đăng tải. Và phía sau, nếu chúng ta nhìn tiếp phía sau cuối cùng, một hình chấm rất mờ, rất nhỏ, thì đấy là chiếc tàu của số 18 của Việt Nam được hành quân. Và phía trước các bạn thấy là tàu Thái Lan, sau đó là đến tàu của Mỹ và một số cái nước khác, và tàu Việt Nam bị xếp xuống cuối cùng. Và điều này cũng rất dễ hiểu, vì nếu mà chính chiếc tàu này nó quá cũ, trên là cái việc di chuyển của nó có thể là sẽ ì ạch, trục trặc, mà nếu mà xếp vào giữa cái đoàn đi tập trận như vậy, hoặc là đoàn đi diễu hành như vậy, thì đương nhiên là nó có thể gây ra cái sự khó khăn rất lớn. Vì khi đi ở cuối thì nếu nó có khó khăn trong việc di chuyển thì nó chỉ có thể đi chậm lại một chút, hoặc là khoảng cách nó có thể giãn ra không theo kịp tàu bạn thôi. Thế nhưng mà điều đó không làm cho cái đội hình sẽ bị rối đi, và làm cho cái buổi diễn tập sẽ có thể bị loạn và ảnh hưởng những cái tàu khác, vì cái vấn đề mà tàu của Việt Nam nó không đảm bảo với cái tiêu chuẩn kỹ thuật so với những cái tàu mới và hiện đại của các nước tham gia tập trận. Tuy nhiên, đây cũng là một buổi diễn tập đầu tiên giữa Mỹ và các khối nước ASEAN và Việt Nam. Nhiều con mắt quan sát của quốc tế nhìn vào, các phóng viên ảnh cũng đã đến đó để chụp những cái bức ảnh, và họ đương nhiên họ cũng sẽ không chụp những cái tàu của Việt Nam vì nó quá cũ, quá nát, và nó không có đáng để họ đăng trên những cái báo hoặc là những cái tạp chí mà họ muốn miêu tả. Và tất nhiên là khi đưa những cái tàu hình ảnh những cái tàu cũ này lên trên những cái tạp chí quốc tế thì có thể nó sẽ trở thành cái trò cười trước Trung Quốc, mà họ luôn đầu tư lực lượng tàu rất hùng hậu, mà các bạn có thể tham khảo. Ở đây là hình ảnh những cái đội tàu chiến của Trung Quốc, nó được đầu tư liên tục và phát triển một cách rất mạnh mẽ. Ví dụ như hải quân Trung Quốc có các tàu khu trục tiên tiến lớp Thiếp 052 và 055 mang theo tên lửa hành trình IJ-18 có tầm bắn tới 540 km, và các bạn thấy những cái hạm đội này của Trung Quốc đều được đóng mới rất nhiều và rất nhanh, và số lượng thì rất lớn. Thế thì Việt Nam đưa những cái tàu cũ ra để tập trận và
nếu mà lên báo ảnh thì điều đó cũng sẽ rất là khó. Và điều đó cũng giải thích vì sao các bạn đã thấy một số cái trang báo quốc tế đã đăng bài, ví dụ Mỹ tập trận ASEAN, Mỹ sẽ không đứng yên nếu Trung Quốc thúc ép Việt Nam. Đây là bài trên tờ báo của BBC và đã đăng tải trong thời gian vừa qua, nhưng không hề có hình ảnh của chiếc tàu chiến hạm 18 của Việt Nam, bởi vì nó đi thứ nhất là sau cùng, thứ hai là có những cái điều mà không nên đưa lên vì nó đã quá cũ, thì nó không thể hiện cái sức mạnh của hải quân của các nước ASEAN. Và điều đó đương nhiên là Việt Nam là sau cuộc tập trận lần này chắc chắn phải rút kinh nghiệm và có những cái động thái mới trong thời gian tới. Mặc dù vậy thì ông chuẩn đô đốc Murray Tales, tư lệnh nhóm hậu cần Tây Thái Bình Dương, cũng vẫn động viên Việt Nam trong cái buổi họp báo ngày 3 tháng 9 vừa qua. Ông nói họ đã tiếp tục với nỗ lực xuất sắc ở đây. Đây là hình ảnh của ông. Chúng tôi xin chia sẻ thêm một lần nữa, đó là Phó Đô đốc Hải quân Mỹ trong cái buổi họp báo đã nói rõ điều đó. Và chúng ta có thể hiểu từ nỗ lực mà ông đã dùng đối với Việt Nam lần này là thế nào. Thì thực ra thì nó rất đúng với hoàn cảnh của Hải quân Việt Nam lúc này, đó là vẫn e dè quá mức với Trung Quốc nên đã không dám điều tàu chiến hiện đại tới để tập trận, mà và đưa đến cuộc tập trận quốc tế này rất quan trọng hàng đầu này của Việt Nam và các nước ASEAN, một chiếc tàu là không thể nào cũ hơn được nữa. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy xem, chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và để lại những bình luận để chúng tôi có thể phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và cập nhật kịp thời nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới nhiều may mắn.